Mẹ mình thì bị béo phì và bên cạnh đó thì bị tiểu đường, cho nên nó dẫn đến cái bệnh là bệnh tim, khiến cho cơ thể thì rất là mệt mỏi, suy nhược. Và cái điều mà lo lắng nhất đó là rất dễ bị nhồi máu cơ tim dẫn đến đột quỵ. Cả gia đình thì cũng rất là lo lắng và mẹ thì cũng cảm thấy rất là bất an, cho nên có đi thăm khám ở bác sĩ thì bác sĩ có kết luận là các cái tình trạng cũng như cái chỉ số về tim mạch của mẹ mình là đang ở một cái mức độ rất là nguy hiểm, cho nên là cần phải có sự hỗ trợ bởi các cái sản phẩm để làm giảm các cái vấn đề về tim mạch đi. Và cả gia đình thì cũng gần như là lúc này cảm thấy thực sự là bắt đầu là phải vào một cái công cuộc để tìm ra các sản phẩm có thể giúp cho mẹ mình trở lại như bình thường. Mẹ của mình thì thực sự lúc này thì cảm thấy suy sụp hoàn toàn và cơ thể càng yếu đi, xanh xao vàng vọt và ốm yếu rất là nhiều. Và mình được một người bạn có giới thiệu cho một cái sản phẩm có tên là Cholet de ớt. Đây là một sản phẩm có thể nói là rất là lành tính và mình đã mua về cho mẹ mình sử dụng. Mình an tâm ở điểm là nó được bào chế hoàn toàn từ tự nhiên, cho nên là những cái tác dụng phụ nó cũng sẽ không có. Và sau khi mẹ mình sử dụng ấy, thì được một thời gian ấy, thì thấy rằng là rõ ràng nó có hiệu quả. Bởi vì cái sản phẩm này cái công dụng lớn nhất của nó đó là giúp hỗ trợ về co bóp về tim và lưu thông mạch máu, cho nên rất là tốt. Và sau khi sử dụng một thời gian thì mẹ mình thấy là cái sức khỏe nó được cải thiện rất là nhiều, mặt thì hồng hào hơn này, không còn cảm thấy tức ngực, không cảm thấy đau ngực nữa. Và hiện tại bây giờ thì mẹ của mình cũng thường xuyên là kết hợp với chế độ ăn uống ngủ nghỉ phù hợp và có đi tập thể dục thể thao và tham gia múa hát nữa, rất là yêu đời. Mình rất là cảm ơn cái sản phẩm Cholet de ớt này đã giúp cho mẹ mình lấy lại được sự thăng bằng trong cuộc sống.